Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm đại sứ quán, thăm hỏi bà con kiều bào tại Hàn Quốc và thảo luận về những hợp tác giữa hai nước. Hội đồng doanh nhân Việt-Mỹ cầu nối thương mại giúp kết nối các thông tin kinh tế, xã hội và vốn đầu tư giữa hai nước. Giữ gìn vẻ đẹp của áo dài là một chiến lược bảo vệ văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Chiều 27 tháng 11 tại Seoul, nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm đại sứ quán, thăm hỏi bà con kiều bào và gặp gỡ các trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Thủ tướng đã trả lời, giải đáp từng vấn đề mà bà con quan tâm. Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc sẽ dành nhiều học bổng hơn nữa cho sinh viên Việt Nam. Còn đại diện cộng đồng người Việt mong muốn phía Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục xin visa cũng như chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho các hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị Thủ tướng tạo mọi điều kiện để Hội có thể tương tác, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành địa phương trong nước, xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tốt hơn nữa. Ghi nhận và giải đáp từng vấn đề mà bà con quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã đề cập những vấn đề học bổng tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hàn Quốc. Thủ tướng tin tưởng với việc Việt Nam tạo thuận lợi về visa cho khách du lịch Hàn Quốc, thì chính sách visa của Hàn Quốc cũng sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ gần 160.000 kiều dân Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam. Đây là những cơ sở để chính phủ Hàn Quốc quan tâm hơn nữa tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng mong muốn các doanh nhân cố gắng nhiều hơn, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới của Hàn Quốc, mong muốn các doanh nhân là những đại lý tốt nhất cho sản phẩm của Việt Nam tại Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, xu thế đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Trong đó, Mỹ được đánh giá là một trong những thị trường đầy tiềm năng với mức chi tiêu lớn và không quá khó khăn. Với mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước với thị trường Mỹ, Hội đồng Doanh nhân Việt-Mỹ trong thời gian qua đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như vốn, công nghệ, pháp lý. Đây là một buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào hạt Rockingham, bang Virginia, Hoa Kỳ do Hội đồng Doanh nghiệp Việt-Mỹ tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9 vừa qua. Với tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao và là nơi cung cấp khoảng 60% lượng thịt bò cho khắp nước Mỹ, hạt Rockingham mong muốn thu hút và hợp tác với các nhà đầu tư Việt Nam. Đây được xem là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt. Khi mà cái hạt Rockingham đang kêu gọi đầu tư, thì những cái công ty Việt Nam mà có chú ý về những cái ngành đó, họ có thể lợi dụng những cái chương trình ưu đãi của hạt Rockingham, những cái công nghệ hạt Rockingham đã có, họ có Mỹ để họ mở công ty hay họ phát triển. Ngay sau buổi tọa đàm tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân Việt-Mỹ đã tổ chức buổi khảo sát và gặp gỡ với chính quyền hạt Rockingham để tìm ra những lĩnh vực và hướng hợp tác cụ thể hơn nữa. Đây là một trong những hoạt động của Hội đồng Doanh nhân Việt-Mỹ nhiều năm qua nhằm hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam tại Mỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ. Thông qua các kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Hội đồng Doanh nhân Việt-Mỹ. Hội đã làm việc với chúng tôi rất tích cực trong thời gian qua để giới thiệu hàng hóa của quận Rockingham cho các nhà đầu tư ở Việt Nam. Tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, quận Rockingham và các nhà đầu tư Việt Nam sẽ đều phát triển thịnh vượng. Hội đồng Doanh nhân Việt-Mỹ tiền thân là Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Mỹ, được thành lập vào năm 2010, là tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò cầu nối thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Nhiệm vụ của hội là kết nối các thông tin kinh tế, xã hội, cũng như là tìm hiểu những thông tin công nghệ, vốn đầu tư từ Mỹ về Việt Nam. Hiệp hội Doanh nhân tại Mỹ hiện giờ đang là cái thành viên tập hợp thuộc các tất cả các doanh nghiệp Việt kiều tại Mỹ, doanh nghiệp người Việt tại Mỹ và một số doanh nghiệp người Mỹ, người ta cũng tham gia vào Hội đồng Doanh nhân Việt Mỹ. Cái mục đích của Hội đồng Doanh nhân Mỹ là chi? Để chúng tôi tạo thành những kết nối, những cái xúc tác và tìm kiếm những cơ hội để giúp đỡ các hội viên của VIBC và giúp đỡ các quý doanh nhân của cả hai thị trường Việt và Mỹ để cùng tìm đến nhau, để cùng ngồi với nhau, trở thành những đối tác tốt với nhau
để chúng ta cùng thành công và cùng phát triển. Từ 10 thành viên ban đầu, nay hội đã có hơn 1.100 thành viên ở tất cả các bang của nước Mỹ và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, xuất nhập khẩu đến luật pháp, tài chính và khoa học. Việc thúc đẩy và kết nối doanh nghiệp Việt đầu tư vào Hoa Kỳ không chỉ giúp củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia, mà đồng thời góp phần khẳng định tiềm lực và vị thế của doanh nghiệp người Việt trên đất Mỹ. Và để hiểu rõ hơn về hoạt động và vai trò của Hội đồng Doanh nhân Việt Mỹ, phóng viên Người Việt Bốn Phương đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Việt Mỹ. Trước hết là xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Được thành lập từ năm 2018 đến nay, thì Hội đồng Doanh nhân Việt Mỹ VNBC đã có những cái hoạt động kết nối, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào? Và theo ông, vai trò của VNBC trong việc đoàn kết cũng như là nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt tại Mỹ ra sao? Được thành lập từ năm 2018, VNBC mục đích ban đầu và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình là tìm mọi cách để mà có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt khi tham gia vào một cái thị trường mới và lớn như Hoa Kỳ. Đó là sự hỗ trợ về mặt pháp lý, tư vấn để tìm những cái địa điểm, những cái ngành nghề, những cái địa phương mà có chính sách tốt về thuế, về cơ sở vật chất để giúp cho doanh nghiệp trong bước đầu. Và đặc biệt là một cái cầu nối giữa doanh nghiệp Việt ở trong nước và ngoài nước. Đối tượng chăm sóc chính của VABC là người Việt. Do đó, đối với chúng tôi khi mà làm việc, chúng tôi không có khái niệm phân biệt người Việt nước ngoài hay người Việt trong nước, mà bằng mọi cách gắn kết lại và tạo nên công ăn việc làm, tạo nên lợi nhuận và tạo nên những cái hiệu quả, hiệu ứng về mặt sản xuất kinh doanh, kể cả trong và ngoài nước. Thưa ông, được biết là ngoài các hoạt động nhằm thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì VNBC còn đang triển khai cái chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các bạn du học sinh Việt Nam có cơ hội được làm việc tại Mỹ. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về chương trình này? Tổ chức chúng tôi có một cái lợi thế là trong bản thân cái VABC Group, chúng tôi đã hình thành được một số công ty hoạt động trên lĩnh vực y tế, trong cái lĩnh vực là làm đẹp, spa, nail, v.v. Và chính những công ty này sẽ nhận sinh viên thực tập khi họ còn đang đi học và sau đó sẽ thu nhận chính thức, bảo lãnh, tạo điều kiện cho sinh viên đó tham gia ký kết hợp đồng làm việc khi họ ra trường. Chúng tôi cần thiết phải trang bị cho họ một số cái kỹ năng, trong đó kể cả đào tạo về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và tất cả những cái kinh nghiệm chúng tôi phải truyền đạt lại cho sinh viên để họ có thể thành công trên đất Mỹ. Mà một khi cái thế hệ trẻ Việt thành công trên đất Mỹ thì đó chính là sự thành công của VABC. Vậy thưa ông có thể chia sẻ một số những cái dự án hoặc chương trình sắp tới của Hiệp hội nhằm thúc đẩy cầu nối giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Chúng tôi đã xây dựng được một cái mảng gọi là Luxury Nail, cái hệ thống làm đẹp, với lại ông Tôn Quý ở tại Mỹ, là cái người chủ với một cái hệ thống 800 cái cửa hàng trải dài trên nước Mỹ. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tập trung để mà làm tốt cái mảng này. Và cái thứ hai là vừa rồi có cái sự thành lập giữa một cái công ty Hemimax của Mỹ và công ty MV Partner của Việt Nam làm cái sản phẩm về y tế công nghệ cao. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái mảng thứ hai này. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ nay cho đến cuối năm thì hai cái hoạt động này sẽ có một cái kết quả cụ thể và có thể ra mắt cho mọi người cái sản phẩm mà chúng tôi đang tập trung đầu tư. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ngày 26 tháng 11, tại tỉnh Ibaraki, Hội đồng Nghiên cứu Nông lâm Ngư nghiệp thuộc Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã trao giải Giải thưởng Quốc tế Nhật Bản năm 2019 cho các nhà nghiên cứu nông nghiệp trẻ, cho nhà khoa học Mai Thị Ngân của Việt Nam. Chị Mai Thị Ngân, năm nay 34 tuổi, là một nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Miyazaki ở tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Chị đã được Hội đồng Nghiên cứu Nông lâm Ngư nghiệp trao giải thưởng trên nhờ công trình nghiên cứu phát triển phương pháp nhân gen đẳng nhiệt và hệ thống gộp mẫu trong chuẩn đoán virus dịch tiêu chảy cấp ở lợn một cách đơn giản, chính xác và tiết kiệm. Có mặt tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã chúc mừng chị Mai Thị Ngân vì đã được trao giải thưởng cao quý này, đồng thời hy vọng
nhà khoa học này sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm ở Việt Nam và Nhật Bản. Vượt qua hơn 5.500 ý tưởng đến từ 55 quốc gia, lần đầu tiên một bộ sản phẩm gốm sứ mang thương hiệu Việt đã giành giải thưởng Red Dot Award 2019, một giải thưởng được xem là Oscar về thiết kế công nghiệp. Bộ sản phẩm Gasoline đã đạt giải của hạng mục ý tưởng thiết kế của năm Tableware toàn cầu. Từ cảm hứng với cuộc sống chỉ đủ không thừa, Gasoline đã kết nối những vật dụng thân thuộc trong cuộc sống với tổng thể không gian lại giàu tính ứng dụng, được nung ở nhiệt độ cao nhất của gốm sứ là 1380 độ. Red Dot Award là giải thưởng thiết kế có uy tín hàng đầu thế giới, tôn vinh giải pháp sáng tác mới mang lại giá trị cho ngành công nghiệp và xã hội hiện đại, thân thiện với môi trường. Các hiện tượng biến tấu áo dài thái quá gần đây đã không còn chỉ nằm ở phạm vi trong nước, khiến cho mọi người chưa có ý thức sâu sắc rõ ràng về giá trị văn hóa quý báu của chiếc áo dài truyền thống mà chúng ta đang sở hữu bao lâu nay. Giữ gìn vẻ đẹp của áo dài cần được xem là một chiến lược bảo vệ văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập, thời kỳ mà cạnh tranh gay gắt không chỉ diễn ra trên bình diện kinh tế mà cả ở văn hóa. Từ nhiều năm nay, các nhà thiết kế áo dài gạo cội đều mong muốn chiếc áo dài được công nhận là quốc phục hoặc lễ phục để người dân định vị được rõ ràng hơn giá trị của trang phục này mỗi khi mặc lên người. Xác nhận có một cái giá trị nào đó cho áo dài thì chúng ta chưa hề có. Làm sao để công bố được áo dài sẽ trở thành quốc phục của Việt Nam? Tôi nghĩ là nên nhanh chóng chính thức tuyên bố là áo dài Việt Nam là quốc phục của Việt Nam. Nếu như nhà nước khuyến khích và nhà nước công nhận nó là quốc phục thì cái điều đó sẽ khuyến khích người ta quay trở về nguồn cội hơn. Trên thực tế, năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã từng khởi động dự án chọn lễ phục nhà nước. Các hội thảo được tổ chức rầm rộ khắp ba miền và 100% nhất trí chọn áo dài làm lễ phục. Nhưng sau một năm, dự án đổ bể vì nhiều lý do. Lễ phục thì nó phải đủ cả bộ của nam và bộ của nữ. Thì chúng ta chỉ thống nhất được là bộ lễ phục của nữ là áo dài, còn lễ phục của nam thì đến giờ phút này chúng ta cũng không tạo được sự đồng thuận. Cũng có nhiều người đặt vấn đề cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho áo dài Việt như một cách tự vệ trên thị trường quốc tế. Nhưng theo các chuyên gia, đây gần như là cách làm không khả thi vì việc bảo hộ kiểu dáng thời trang gắn liền với những mẫu thiết kế, nhà thiết kế cụ thể không thể áp dụng với một loại áo chung chung và càng không thể áp dụng trên toàn cầu một cách chung chung. Tức là nếu như chúng ta muốn bảo hộ một cái form dáng chung chung thì chắc chắn là sẽ không thể thành công khi mà bảo hộ cái đấy ở nước ngoài. Bởi vì là đối với kiểu dáng thì nó cũng phải có tính mới. Và đối với cả quyền tác giả thì nó cũng phải có cái khả năng sáng tạo của riêng cái con người đó. Thời hạn bảo hộ của một kiểu dáng phụ thuộc vào các quốc gia khác nhau nhưng luôn luôn là một cái khoảng thời gian hữu hạn. Như vậy, câu chuyện giữ gìn thương hiệu áo dài ở thị trường quốc tế không nằm ở cơ quan quản lý văn hóa, mà cần bắt đầu với các nhà thiết kế tiên phong, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với chính những mẫu áo dài mà họ sáng tạo trên nền tảng chiếc áo dài truyền thống. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trong web vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại!